Xin chào mọi người. Thì sáng hôm nay tôi ra vườn tham quan cũng như là khảo sát xem thử tình trạng bệnh cũng như là tưới rước nước cho cây. Thì sẵn tiện là tôi cũng làm một cái video ngắn giới thiệu cho mọi người cái dàn bầu hồ lô, dàn mướp hương trồng theo hướng hữu cơ, ứng dụng 100% phân trùng quế và đáp ứng cái tiêu chí 5.0 mà chúng tôi cam kết cho khách hàng. Đó là thứ nhất, không sử dụng thuốc trừ sâu; thứ hai, không sử dụng thuốc diệt cỏ; thứ ba, không sử dụng hàng chống biến đổi gen; thứ tư, không sử dụng phân hóa học, phân vô cơ; thứ năm là không sử dụng chất kích thích tăng trưởng. Rồi sẵn thời gian thì chúng ta sẽ cùng nhau tham quan một chút về cái vườn, cái dàn bầu mướp hữu cơ nhé. Thì trong quá trình xem video, mọi người có bất cứ câu hỏi gì thắc mắc thì xin hãy mạnh dạn comment hoặc là liên hệ với số hotline điện thoại của tôi để bên dưới video này. Chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu, chia sẻ, kết nối và cùng nhau xây dựng mạng lưới những người trẻ yêu nông nghiệp, những người anh chị em thiện lành nói được làm được trong cái mảng startup nông nghiệp bền vững. Rất nhiều gian nan và khó khăn phía trước, nhưng tôi tin rằng với một sự đoàn kết và quyết tâm cao độ, chúng ta sẽ thành công. Rồi, chúng ta cùng nhau tham quan nhé. Đây là cái dàn mướp mà chúng tôi đang trồng, trái ra cũng khá là dày ha mọi người. Vừa rồi cũng hái bớt một ít cho cung cấp cho bà con rồi. Khách hàng ở Bình Dương, rồi Phan Rang, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, mướp hương rất là dài nha mọi người. Mướp còn non và tơ lắm. Đây, rất là dài. Cái mướp này chắc cũng phải nửa mét. Đấy. Thì cơ bản mướp với lại bầu là những cái loại cây leo vàng, thì chúng ta làm vàng cho nó leo thôi, đào hố và khoảng cách cây cho nó hợp lý một chút và bổ sung đặc biệt là phân hữu cơ đủ để cho nó có đủ dinh dưỡng để nuôi trái và chống rụng bông. Đây, mướp tơ cũng rất là nhiều ha mọi người ha, bông. Thì ở đây thụ phấn chủ yếu là nhờ ong thôi, chúng tôi không có sử dụng thuốc sâu thuốc cỏ nên thiên địch có lợi về vườn cũng rất là nhiều. Mướp. Rồi chúng ta sẽ qua vườn hồ lô phía dưới. Đây, ruột trái tơ, trái dày thôi chắc cũng phải 3-4 lạng hả mọi người. Đây. Mướp nằm lúc ở trong gốc kê bầu. Đây, hai trái này có thể hái được rồi ha. Rồi chúng ta sẽ qua vườn mướp, vườn bầu hồ lô thôi. Cái dung dịch thảo mộc mà chúng tôi sử dụng để phun xịt bám lên trái bầu hồ lô là dung dịch tỏi ớt gừng nha mọi người. Tỏi ớt gừng sẽ có một cái mùi đặc trưng và sẽ hạn chế ruồi vàng đục trái bay tới vườn của chúng ta. Đây, bầu hồ lô chiều này chúng tôi sẽ thu hoạch để cung cấp cho khách. Đây, quá đẹp luôn à. Bốn trái này có thể thu hoạch được rồi. Trái này chắc cũng phải 3 kg. Rất là bự nha mọi người. Bầu lô thì nó cũng rất là nhanh lớn, tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng để làm thực phẩm á, thì lựa cái giai đoạn khoảng tầm 3 kg, 2-3 kg là tơ nhất là ăn ok nhất nha mọi người. Đây. Nhìn rất là đã luôn. Cái việc canh tác theo tiêu chí 5.0 theo hướng hữu cơ, ứng dụng phân trùng quế, ngoài những cái lợi ích về kỹ thuật, năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm an toàn hạnh phúc ra, thì nó cũng sẽ giúp cho cái người làm vườn trực tiếp đứng vườn sẽ an toàn cho sức khỏe và không bị những cái tác nhân hóa học vô cơ như phân, thuốc trừ sâu ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Những sản phẩm an, lành và sẵn sàng phục vụ bà con với khách hàng trên khắp cả nước. Đây, một cái bầu cũng chắc cũng phải tầm 2 kg ấy. Đấy. Phía xa xa kia là trại trùng quế nha mọi người. Chúng tôi sử dụng phân bò để nuôi trùng quế và sử dụng phân trùng quế để 4 cây. Đấy. Còn phía xa đây là cái vườn rau hữu cơ, cải, salad, mướp, mồng tơi, vân vân, đậu bắp, nhiều loại cây mà chúng tôi đang trồng. Rồi, thì mọi người đã xem xong một cái video ngắn giới thiệu cái vườn mướp và bầu hồ lô canh tác theo hướng hữu cơ, sử dụng thảo mộc tỏi gần để phun xịt xua đuổi con ruồi vàng đục trái, sử dụng phân trùng quế 4 lót với liều lượng một gốc khoảng tầm 5-10 kg. Giai đoạn đầu chúng ta trồng cây con ươm từ vườn ra thì chúng ta 4 lót khoảng tầm 5 kg ha. Giai đoạn mà cây chuẩn bị ra bông chúng ta bón thêm 5 kg nữa và phủ rơm lại xung quanh gốc như tôi cho mọi người thấy ha. Phủ rơm lại xung quanh gốc, rơm hình như nó mục rồi. Đấy. Rồi, thì trong quá trình tưới nước chúng ta cũng kiểm tra và đánh giá cũng như là thu hoạch thường xuyên để cho cây nó có sức nó nuôi những cái trái tiếp theo. Rồi, mọi người nếu cảm thấy thích và hứng thú những video tương tự xin hãy nhấn like, đăng ký kênh và chúng ta cùng nhau kết nối nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.